Chào các bạn, mình đang ở showroom BIM Đức Nguyễn Văn Trỗi. Hôm nay mình tới đây để trên tay chiếc X6G06 X-Drive 40i M Sport. Thì đây là cái thế hệ X6 thứ 3 được giới thiệu năm ngoái và bây giờ nó bắt đầu bán ra trên toàn cầu. Thì cái điểm đặc biệt của chiếc X6 này nó được làm ở Mỹ. Hầu hết những cái dòng X của BIM Đức được làm ở Mỹ. X6 được ra mắt từ năm 2008 và tới bây giờ họ bán được hơn 400.000 chiếc xe rồi. Về cái dòng X6 này của BIM Đức thì anh em có thể hình dung nó giống như là một chiếc SUV mà coupe vậy. Tức là nó là một cái xe gầm cao nhưng mà nó hướng đến cái chuyện cái xe đó nhìn nó thể thao hơn, nhìn nó đẹp hơn. Và nó có một thiết kế khí động học hơn, cũng như là cái đối tượng khách hàng mà họ nhắm tới là những cái người trẻ trung, năng động. Quay lại với cái chiếc xe X6 mình trên tay hôm nay, nó sẽ là cái X-Drive 40i M Sport. Tức là nó sẽ có dẫn động 4 bánh, thì X-Drive là cái công nghệ dẫn động 4 bánh mà BIM Đức đặt tên cho nó. Và 40i là nói về cái phiên bản động cơ. Động cơ sẽ là 3 lít, 6 máy, 340 mã lực. Và M Sport là nói về cái gói trang bị, ngoại thất cũng như nội thất của nó. Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn cho anh em xem. Đây là cái phía trước của nó, thì anh em nhìn vào em cảm nhận được ngay cái sự đậm đà, cái sự mạnh mẽ và cái sự hầm hố của chiếc X6G06 này. Và đặc biệt là với cái gói M Sport, có thể anh em thấy rằng là nguyên cái cản trước nhìn rất là gấu, mạnh mẽ, rất là phù hợp với lại thiết kế chung của nó. Chúng ta sẽ có một cái đèn kéo từ bên hông này đến tận cái lỗ mũi này. Đây là cụm đèn mới nhất của BIM Đức, cái công nghệ đèn laser. Thì hiện tại anh em đang nhìn vào thấy nó sáng như vậy. Dĩ nhiên không phải là sáng đèn laser, bởi vì cái đèn laser này là đèn thích ứng, khi nào anh em chạy đến một cái tốc độ nào đó thì nó mới bật lên. Chúng ta sẽ có một cái dãy đèn xi nhan bên trên này, mỏng dính híp như vậy. Đi vào giữa thì anh em sẽ thấy hai cái quả thật nó rất là to. Và BIM Đức đang có cái xu hướng càng ngày làm cho những quả thật nó càng to hơn. Thì mình thấy đối với cái chiếc X6 này thì cái điều đó là quan trọng, bởi vì nó làm cho cái xe nhìn nó mạnh mẽ hơn và nhìn nó đã hơn đó. Và không chỉ quả thật nó to và những cái lá của nó cũng to hơn và khoảng cách của nó cũng to hơn, do đó anh em nhìn thấy nó rất là đậm đà. Và chúng ta thấy được rằng là những cái lỗ thông gió của quả thật này nó được chặn lại và nó sẽ mở ra khi nào nó cần gió hơn. Ở đây chúng ta còn thấy một cái hệ thống đèn LED để chiếu sáng quả thật này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái camera phía trước để kết hợp với lại những camera khác xung quanh của xe để tạo lên cái 360. Tiếp tục bên dưới đèn thì anh em sẽ thấy một cái bumper kiểu M Sport. Chúng ta sẽ có một cái dãy đèn sương mù ở dưới đây, có cảm biến góc nè, phía trước mà tận bên này. Từ đây chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái khe gió đi vào đây để thổi vào bánh xe. Ở đây có một cái khe gió lớn nữa, thì cái khe gió này mình thấy nó dẫn thẳng vào trong cái hệ thống bên trong của cái bánh xe, tức là cái phần thắng đĩa đó. Cái hệ thống gió này BIM Đức gọi là cái aerodynamic. Bây giờ mình sẽ mở lên cho anh em xem cái cách mở của cái nắp capo phía trên đó, thì là chúng ta sẽ dịch hai lần thì cái nắp nó sẽ được mở lên, không cần phải gạt nữa, ngày xưa phải gạt. Bây giờ anh em chỉ cần nhấc lên như vậy thôi đó, và nó hít lên trên. Dưới cái nắp capo thì anh em thấy đây là cái động cơ B58 của BIM Đức, một cái động cơ rất là danh tiếng, đạt được rất là nhiều cái giải thưởng. Và nó là cái động cơ i6, tức là 6 máy 3 lít và 340 mã lực. Chi tiết hơn thì mô men xoắn tối đa của cái động cơ này nó đạt 450 Nm tại cái dãy vòng tua 1500 cho đến 5200. Cái xe này nó có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,5 giây và cái tốc độ tối đa của nó là 250 km/h. Em nhớ là những cái xe coupe, những cái xe mà nó thiên về thể thao thì cái chính sách gió của nó sẽ xiên hơn. Đó, những xe SUV thì nó thẳng hơn. Do đó là đối với những người mà đi xe coupe thì cái góc nhìn của họ nó sẽ hẹp hơn. Tuy nhiên mình cảm thấy là như vậy sẽ đã hơn, bởi vì chúng ta sẽ tập trung lái hơn là nhìn thấy những thứ khác ở trong trên đường đi, khó chịu lắm. Thì đây là bên hông của chiếc X6. Trước tiên anh em có thấy rằng là nó có một cái thiết kế lướt gió như vậy, thì đặc điểm của cái dòng xe coupe nó sẽ như vậy. Bởi vì nó có cái gói M Sport, do đó là từ bánh, từ mâm, từ thắng cho đến lườn hay logo M kia, tất cả nó đều đẹp hơn. Trước tiên mình sẽ nói về cái bánh xe, thì chúng ta sẽ có cái bánh 20 inch và mâm thì là mâm M Sport. Cái style của cái mâm này là 740M. Về thắng thì chúng ta sẽ có thắng M Sport luôn, thắng màu xanh, 4 piston và cái đĩa thắng cũng rất là to. Thì cái xe này nó trang bị cái hệ thống treo
thích ứng em mà sport chứ không phải là hệ thống châu khí nén, và đó là cái thứ mà anh em có thể độ được rất là nhiều. Đây là cái kính của xe, thì chúng ta sẽ có dãy đèn xi nhan ở đây, rồi camera ở đây, bên trong cái tròng của nó thì nó có công nghệ chống chói tự động. Về kính của cái xe này thì anh em thấy rằng là nó trang bị cái kính hai lớp đó, tất cả các kính xung quanh luôn, kính trước, kính sau gì đều là kính hai lớp hết. Thì xe này nó có cái bình xăng rất là to, 83 lít, xe mình nó có 60 lít. À, nó có một cái nút ở đây để anh em đóng cái nắp xăng vào á, nó vừa giữ cái nắp xăng nó vừa khóa lại luôn, tức là khi anh em nhấn vào như vậy thì nó khóa cái nắp xăng luôn. Rồi cái phần đuôi xe thì anh em thấy rằng là kiếng của nó sẽ vuốt từ chỗ này, vuốt nhẹ xuống đây. Đèn thì nó kéo từ đây sang bên hông, đèn rất là hiếp, rất là đẹp. Ở đây chúng ta có một cái giống như là cánh gió nữa nhưng mà nó kín bên trong. Cái xe này nó sơn cái màu carbon swatch, theo ở bên BMW gọi nó là màu đen carbon. Thì cái đặc điểm của nó là khi mà anh em nhìn nó ở trong cái phòng như vậy thì nó sẽ là màu đen. Tuy nhiên khi mà ra ngoài nắng hoặc là khi nhìn ở những cái góc xin khác nhau thì nó có thể ra là màu xanh đậm hoặc là cái màu gì đó nó la lai giữa đen và xanh. Thì trong tổng thể thiết kế thì mình không thích cái phần này nhất, bởi vì nó quá nhiều cái đường cắt làm cho nó trở nên lộn xộn. Trước tiên là chúng ta sẽ có một cái spoiler gắn sẵn trên đây, nhỏ thôi bằng nhựa, do đó là anh em mua xe này không cần phải gắn spoiler. Đó, rồi nắp phòng ở đây, logo BMW ở đây, và ở dưới thì chúng ta có hai cái dãy đèn kéo từ bên hông đến gần tận cái logo. Đây là cái phần rất là đẹp, rất là ấn tượng của cái xe BMW, và mình nghĩ rằng là sau này những anh em đi sau chiếc xe này sẽ bị cuốn hút bởi cái đèn này. Thì cái đèn này nó theo cái style của cái đèn dòng CD8. Rồi dưới thì chúng ta sẽ có camera nằm hơi lệch sang này chút xíu. Viền mạ chrome để trang trí cho cái bô thì nó là dạng hẹp như vậy, nhưng mà anh em vẫn thấy được cái bô hình tròn ở bên trong rất là rõ ràng. Về cốp thì chúng ta có thể mở cốp ở trên cánh cửa phụ, hoặc là chúng ta có thể bấm nút ở đây thì nó sẽ mở cốp lên. Chúng ta có thể bấm nút ở đây hoặc là ở dưới cánh cửa phụ cho nó đóng xuống, và nó có thể nhận được cái vật thể và nó dừng lại. Và anh em thấy rằng là cái tốc độ đóng cốp cũng như mở cốp của chiếc xe này nó khá là nhanh so với những cái xe mình từng trên tay. Rồi, về cái không gian để đồ thì chúng ta sẽ có một cái khoang 580 lít và cái hàng ghế sau nó có thể lật được lên trên để nó mở rộng cái khoang thành hơn 1.000 lít. Và đây là cái miếng để mà chặn ngăn cách giữa cái khoang hành khách bên trên cũng như là khoang để đồ phía sau. Bên đây trái này thì chúng ta sẽ thấy một cái biểu tượng chữ thập, thì trong đây nó chứa một cái bộ sơ cứu nhỏ nhỏ nằm ở đây, rồi một cái hình tam giác để mà chặn ở giữa đường khi anh em dừng. Chúng ta cũng thấy cái âm ly ở đây, thì cái xe này nó sử dụng cái hệ thống âm thanh gồm 16 loa Harman Kardon, cái âm ly Logic 7, và cái công suất của nó là 464W. Thì anh em mà độ âm thanh hay độ âm ly thì nó sẽ tháo âm ly ở đây ra, nó gắn âm ly mới vào. Chúng ta có thể gạt ở đây để cho gập cái hàng ghế phía trước, và gạt cái là nó gập, còn muốn đóng thì đóng thủ công. Bên kia cũng tương tự như vậy đó. Và cái ngăn này nó có những cái chỗ để chúng ta ràng đồ đó, có 4 chỗ để chúng ta ràng đồ cho nó chắc chắn. Chúng ta còn có thể mở lên để truy cập vào một cái cốp ở dưới nữa, thì cốp ở dưới này cũng rất là rộng, chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ ở dưới đây. Rồi, đây là cái cửa sau rất là dày, và khi mà mở ra hay đóng vào anh em có thể cảm nhận được cái sự chắc chắn, cái sự xịn của nó. Bên trong một cửa sau thì anh em sẽ có trước tiên là khoang để đồ khá là lớn ở bên dưới này, chia làm đôi ở đây để được cái ly nước cũng như là đồ bình nước lớn. Ở đây là loa, còn đây là cái phần trang trí cách điệu giống như là trên những cái xe BMW đời mới. Rồi có cái đèn LED ở đây, rồi cái tay nắm cầm bằng da ở đây đó, và cái phần này được làm bằng da và tệ để tay bằng da ở đây đó. Nút điều chỉnh kiếng nằm ở bên này đó, cái nút mở cửa nằm ở đây, nút mở cửa mới của BMW. Phía sau thì cái rèm này được chỉnh bằng cơm. Và nói chút xíu về cái kiếng của cửa sau này, như lúc nãy mình nói là kiếng này nó sẽ cách âm, tuy nhiên nó còn có thể cách nhiệt, tức là nhiệt bên trong và bên ngoài nó sẽ cách biệt tốt hơn, và cái cửa nó sẽ chắc chắn hơn. Đây là cái vị trí mở cửa tối đa của cửa sau, và anh em thấy rằng là nó khá là hẹp. Trước tiên đối với cái dòng xe thể thao như vậy thì cái không gian bên trong nó sẽ không được rộng rãi như là những cái xe SUV khác, độ lại nó sẽ đẹp hơn. Thì có cái dãy đèn LED ở trên lưng ghế phụ và cái khay để đồ ở đây. Thì cái xe này nó có 5 chỗ ngồi, tuy nhiên ngồi ở cái ghế giữa nó thốn lắm, nó cứng lắm. Do đó là mình nghĩ rằng là ngồi 4 chỗ là thoải mái. Rồi, đối với cái ghế giữa này thì anh em có thể lật nó xuống cái phần tựa lưng á, để
kê tay thì hai người ngồi nó sẽ thoải mái hơn, và nó có cái phần để ly rồi để đồ ở đây nè, dễ chịu hơn. Và chúng ta cũng có thể nhấc hẳn cái ghế giữa ra để chúng ta có thể tiếp cận được những cái khoang hành lý ở phía sau. Thì cái xe này nó có cái hệ thống máy lạnh 4 vùng, do đó là chúng ta có thể chỉnh được cái phía sau này độc lập hai bên luôn, tức là người bên trái hoặc người bên phải đều có thể chỉnh được cái nhiệt độ riêng, rồi tốc độ gió riêng, hoặc là chỉnh chung thì cũng được. Cái phần điều khiển máy lạnh nó có cả cái màn hình LCD để anh em có thể biết được anh em đang điều khiển cái gì. Rồi bên dưới cái cục mà điều khiển máy lạnh thì chúng ta sẽ có cái ngăn, thì mình thấy ngăn này có thể được điện thoại rất thoải mái. Và chúng ta có cái sạc tẩu thuốc ở dưới này. Mình đang ngồi ở cái ghế phụ thì mình thấy đây là cái vị trí ngồi đã nhất trên cái xe này mà không phải là tài xế. Thì ngồi đây anh em sẽ thấy rằng là cửa gió máy lạnh ở đây, chúng ta sẽ điều khiển cửa gió, rồi mặt táp lô làm bằng giả da rất là đẹp. Và có một cái phần ốp nhôm Tetragon ở đây, thì cái ốp nhôm này nó còn ốp ở trên cái cánh cửa sau cũng như là cửa trước nữa. Thì xung quanh xe trang bị cái này rất là đẹp, kể cả cái phần mà cần số điều khiển nữa. Và chúng ta sẽ điều khiển cái ghế ở dưới cái nút này. Từ cái góc này anh em nhìn vào thì đây là cái chỗ mình thích nhất của cái xe này. Nó rất là đơn giản, gần như mọi thứ phẳng, mọi thứ giấu đi, rất là ít nút nếu mà so với lại những cái thế hệ xe BMW cũ hoặc là những cái xe khác ở ngoài thị trường. Những cái gì anh em thấy lồi lên đó chỉ cái cần số này thôi, còn tất cả đều là phẳng liền lạc, rất là đẹp. Trước tiên thì mình nói về cái cụm điều khiển ở dưới tay phải khi lái vầy, thì chúng ta sẽ có cần số ở đây. Cần số này là cần số pha lê. Bên phải này thì chúng ta có cái hệ thống vòng tròn điều khiển, thì đây cũng là một cái trình điều khiển đặc trưng của BMW. Và với cái hệ thống điều khiển này nó gồm những cái nút xung quanh nữa. Và anh em biết rằng là những cái nút này nó trang bị phản ứng haptic ở dưới, nó tương tự như là cái bàn rê của cái MacBook vậy, hoặc là cái 3D Touch ở trên cái iPhone vậy. Tức là bản thân những cái nút này nó sẽ phẳng, nó không có cái nhấn lên nhấn xuống như là một nút cứng bình thường. Nhưng mà khi mà anh em bấm vào và cái máy đang ở chế độ bật á, hoặc nó đang có điện á, thì nó sẽ cho một cái feedback. Em cảm thấy rằng là giống như anh em đang bấm thì nó rất là đã, rất là hiện đại, để chúng ta có một cái mặt phẳng liền lạc đẹp, và chúng ta vẫn cảm nhận được là chúng ta đang bấm lên cái nút đó. Thì BMW luôn luôn là cái hãng trang bị những cái công nghệ rất là mới, và có xe của họ là như vậy. Ngày xưa những hệ thống cũ thì chúng ta sẽ cần phải một hành trình điều khiển dài, chúng ta phải nhấn lâu hơn thì như vậy nó sẽ chậm hơn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta là một thế hệ xài smartphone, là một thế hệ xài những cái màn hình cảm ứng rồi, những cái máy mạnh rồi, do đó là khi chúng ta xài những hệ thống mới này nó sẽ giúp chúng ta cảm nhận lâu hơn, không bị delay nữa. Rồi cần số thì chúng ta sẽ điều khiển RNDMS gì đó, gạt sang bên này chỉnh xuống như là cái cần số truyền thống của BMW thôi, tính năng như vậy. Ở dưới thì có cái nút kẹt lên để mà bật cái chế độ tự động khóa, đủ chống trượt. Anh em để ý rằng là đối với cái hệ thống điều khiển của xe BMW mới như vậy thì nó sẽ mang cái nút tắt và bật máy lên đây, người trước nó ở bên cái khúc này đó, để đây chúng ta dễ thao tác hơn. Đây là cái khu vực mà đối với một cái xe truyền thống hay xe khác thì nó có rất là nhiều nút, rất là nhiều cái tùy chỉnh, bởi vì ở đây chúng ta sẽ điều khiển rất là nhiều thứ. Đối với chiếc X6 này thì trước tiên ở phía dưới này anh em thấy rằng là nó có một cái phần để anh em chỉnh âm lượng xe này, rồi anh em chỉnh đài FM này nọ. Tuy nhiên nó chiếm một phần rất là ít, và thậm chí họ bỏ luôn cái ổ đĩa CD đi, do đó là chúng ta sẽ hướng đến cái chuyện nghe nhạc từ iPhone hay là từ ổ đĩa trong máy hay là từ cloud nhiều hơn. Đây là cái dàn nút không phải để lưu những cái băng tần FM, nhưng mà nó là những phím tắt của BMW. Ví dụ mình bấm số 1 là tự động nó dẫn mình đến cái phần kiểm tra áp suất lốp thì nó rất là nhanh, hoặc bấm số 2 nó dẫn mình đến cái phần nghe nhạc. Thì BMW nó có cái hệ thống này rất là hay. Ở bên trên này thì chúng ta sẽ có gồm cửa gió và những cái thứ liên quan khác để điều khiển gió cũng như là sưởi. Thì đây cửa gió rất đơn giản, một cái nút to ở đây. Và cái nút này nó vừa nằm trong thiết kế, nó vừa là cái mở cái độ lớn của cửa gió để gió đi ra. Nếu anh em đóng lại thì nó sẽ chạy cho những cửa gió khác. Rồi ở đây có một cái màn hình đã hiển thị cái nhiệt độ anh em chỉnh cũng như là tốc độ gió anh em chỉnh. Và mỗi một người một bên đều có thể chỉnh được gió riêng của họ. Rồi những cái nút khác ở đây nó rất là đơn giản, rất là phẳng. Bên trên này thì chúng ta có một cái màn hình to 12.3 inch. Và cái màn hình này nó có thể touch được, tức là ngoài cái chuyện anh em điều khiển bằng những cái nút thì anh em có thể điều khiển một cái touch trên màn hình. Do đó là cái thiết kế của nó sẽ gần hơn so với người lái để chúng ta có thể touch được. Đây là cái ngăn để đồ phía trước, thì chúng ta sẽ để được hai ly nước lớn ở đây, một cái chỗ để chìa khóa hay cái gì ở đây, chỗ để điện thoại, và có cái biểu tượng sạc không dây. Nhưng mình thấy mình bỏ điện thoại vào thì nó không sạc, chắc là anh em phải lưu ý cái chỗ này. Rồi chúng ta có một cổng USB-A ở đây, rồi chúng ta sẽ có cổng sạc tẩu thuốc ở đây.
Tuy nhiên mình thấy là chỉ nên để điện thoại với chìa khóa ở đây thôi, sau đó đóng lại như vậy cho nó đẹp hơn. Về chìa khóa xe thì chúng ta sẽ có chìa khóa xe hình chiếc lá. Anh em thấy rằng là BMW có nhiều kiểu chìa khóa xe và đều rất là đẹp. Tuy nhiên cái kiểu đẹp nhất là cái kiểu mà có cái màn hình trên đó luôn, thì chiếc này không có cái màn hình đó. Rồi, đây là cái màn hình thông tin lái của xe. Nó là một cái màn hình LCD phẳng hoàn toàn và nó có nhiều cái cách hiển thị khác nhau. Tùy cái chế độ anh em chọn, nó sẽ hiển thị khác nhau. Và chúng ta còn có thể chỉnh được những cái khác nữa khi mà chúng ta lái. Đó, mà nó là lớn ở đây. Về cái cục vô lăng thì chúng ta sẽ có cái cục vô lăng màu sport ở đây. Và anh em thấy rằng nó khá là mập, từ cái tay nắm này đến những cái chấu này và những cái nút. Và kể cả hai cái lẫy số hai bên cũng rất là mập. Tuy nhiên cấu trúc chung thì nó vẫn giống như những cái vô lăng hiện tại của BMW. Chúng ta sẽ có hai cái cần điều khiển hai bên. Bên này điều khiển nước rửa kính này nọ, bên này điều khiển đèn các kiểu. À, bên đây thì bên này chúng ta điều khiển cái cruise control hay là giới hạn tốc độ hay cái gì đó nằm ở đây. Sẽ có một cái núm điều khiển trên dưới rồi những núm khác đây. Bên này thì chúng ta sẽ điều khiển media, cuộc gọi hay này nọ, rất đơn giản, rất là cơ bản. Cái vô lăng này có thể chỉnh lên, chỉnh xuống hoặc là chỉnh ra gần như hướng này hoặc là chỉnh vào bằng điện. Tùy theo thói quen anh em muốn xài như thế nào anh em chỉnh. Về chỉnh ghế thì anh em thấy rằng là BMW thiết kế một cái tương tác rất là hay. Khi mà anh em để tay vào những cái nút chỉnh ghế thì tự động nó sẽ biết được rằng là anh em muốn chỉnh cái gì. Anh em chưa cần chỉnh, nó sẽ có cảm ứng để nó biết được anh em muốn chỉnh cái gì. Và khi đó nó sẽ hiển thị lên trên cái màn hình như vậy để chúng ta biết. Ví dụ như bây giờ bạn mình đang ngồi trên ghế phụ, bạn mình đụng tay vào đó. Và tùy mỗi cái nút mà nó cho chúng ta biết rằng là chúng sẽ chỉnh như thế nào. Vậy là chúng ta không cần phải nhớ nữa. Đó, và chuyển sang bên... bên mình cũng vậy. Như bây giờ đó, mình chuyển sang bên lái của mình. Bây giờ mình chỉnh cái ghế đấy, mình để tay ở cái nút chỉnh ghế lên xuống. Khi mình chỉnh lên chỉnh xuống thì nó sẽ hiện lên cũng cho mình biết. Khi mình chỉnh dựa cái lưng nó cũng hiện lên luôn. Và khi mình để ở cái nút mà chỉnh những cái điểm nhô ra nhô vào trên ghế mình ngồi, nó cũng hiển thị cho chúng ta thấy. Rất là trực quan, rất là dễ hiểu, rất là thông minh. Về cái hệ thống nút điều khiển ở bên tay trái của người lái thì chúng ta sẽ có cái nút khóa và mở cửa ở đây. Đây là mới, cái chỗ để mở cửa, cần gạt mở cửa ở đây. Nhớ ghế 1-2 ở đây đó. Và chúng ta còn có cái nút để mà mở cái cốp sau, nút mở đây, nút khóa ở đây. Hồi trước thì nó nằm ở bên dưới. Và nó có một cái nút để anh em có thể chỉnh được ghế bên phụ. Tức là chúng ta sẽ dùng những cái nút điều chỉnh ghế của ghế tài mà chỉnh cho ghế phụ. Thì rất là hay, khi nào chúng ta bật cái đèn lên như vậy thì sẽ những cái nút đó sẽ chỉnh cho ghế phụ. Tức là ví dụ như trường hợp con chúng ta ngồi kế bên, chúng ta cần phải chỉnh cho nó. Hoặc là chúng ta muốn chỉnh cho cái ghế nó đi lên để cho phía sau nó thoải mái rộng rãi hơn, nhưng mà không có người ngồi bên phụ thì chúng ta chỉnh từ đây. Cái chiếc BMW X6 G06 X-Drive 40i M Sport này sẽ có giá là 4.829.000.000. Nếu anh em nhập cái mã xe tinh tế vào để anh em mua thì anh em sẽ không được giảm giá gì hết, bởi vì chẳng liên quan mẹ gì hết. Đó, tất cả những cái gì mình nói hôm nay nó như vậy, dài lắm rồi. Tạm biệt anh em.